Xin chào các anh chị và các bạn nhé, lại là em Trang đây. Hôm nay thì em Trang lại giới thiệu với các anh chị và các bạn một cái phương pháp không đồng nữa. Phương pháp này thì giúp cho các anh chị điều trị nấm tóc, da đầu bong chóc, nấm ngứa, rụng tóc do nấm ở tại nhà với nguyên liệu là hoàn toàn tự nhiên nha. Và hôm nay thì em Trang có chuẩn bị đây một nắm lá ổi ạ, đây một nắm lá ổi tươi. Lá ổi này thì em Trang cắt ở tại vườn nhé, mình sẽ chọn cái loại là bánh tét như thế này các anh chị nhé, đây ạ. Vâng, và hai trái chanh tươi đây ạ, nguyên liệu là lá ổi và chanh nhé. Đấy, và trong vòng ít phút nữa thôi thì em Trang sẽ biến nó thành một loại nước gội đầu với chi phí là không đồng ở tại nhà và có tác dụng là tiêu diệt vi nấm vi khuẩn và giúp cho da đầu khỏe mạnh để chúng ta lấy lại được cái mái tóc chắc khỏe bồng bềnh suôn mượt nhé các anh chị nhé. Mời các anh chị theo dõi video của em Trang. Nấm tóc là một bệnh khá là phổ biến. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn dùng lá ổi để trị nấm ở tại nhà. Chúng ta cắt một nắm lá ổi là bánh tẻ các bạn nhé. Sau đó thì mình sẽ rửa sạch cùng với hai trái chanh. Và mình sẽ vò nát cái lá ổi này ra. Cho vào một cái nồi cùng với 2 lít nước mình đun sôi với 1 thìa muối biển các bạn nhé. Sau đó thì mình sẽ lọc lấy cái nước cốt lá ổi bỏ bã đi. Và vắt ra nước cốt chanh vào. Mình thực hiện cái phương pháp này 2 đến 3 lần trên tuần nhé. Và cái phương pháp này thì mình sẽ thực hiện là mình gội sạch tóc với dầu gội trước ạ. Sau đó thì mình ủ với nước cốt chanh và lá ổi tầm 15 đến 2 phút các bạn nhé. Sau đó thì mình sẽ xả lại với nước sạch. Vâng, với cái phương pháp mà em Trang vừa hướng dẫn với các anh chị và các bạn ở trên về cách điều trị nấm tóc bằng nước cốt chanh và lá ổi với chi phí là không đồng ở tại nhà, nếu như anh chị nào không có thời gian để thực hiện cái phương pháp mà em Trang vừa hướng dẫn trên thì cá nhân em Trang có một lời khuyên với các anh chị rằng các anh chị bị nấm tóc thì chúng ta nên chọn sử dụng cái bộ chăm sóc tóc gội xả cổ hương ở bên nhà em Trang. Bộ chăm sóc tóc gội xả thảo mộc cổ hương với 12 vị dược liệu hoàn toàn là tự nhiên. Đây là dòng dầu gội thuần organic, không chứa hóa chất công nghiệp nên rất là thích hợp trong điều trị các bệnh nấm tóc, da đầu bong chóc nhé các anh chị nhé. Chúng ta kết hợp sử dụng với lại kem bôi da trị nấm, kết hợp sử dụng với kem bôi da trị nấm và bộ sản phẩm trong tóc gội xả cổ hương này sẽ giúp các anh chị đẩy lùi vi khuẩn vi nấm trong vòng từ 5 đến 7 tuần sử dụng. Và chúng ta phải thực sự là kiên trì để tránh cho tình trạng nấm ngứa tái phát trở lại các anh chị nhé. Nếu như mà anh chị nào có nhu cầu về cái bộ sản phẩm chăm sóc tóc gội xả cổ hương bên nhà Trang thì hãy nhanh tay inbox cho em Trang hoặc có thể gọi điện cho em Trang qua Zalo theo số điện thoại 0383283269 để được em Trang hướng dẫn tư vấn kèm cặp sao cho để các anh chị sử dụng cái bộ sản phẩm chăm sóc tóc kèm với kem bôi da trị nấm tóc hiệu quả nhất, an toàn nhất và chi phí lại tiết kiệm nhất các anh chị nhé. Vâng, cảm ơn các anh chị đã theo dõi video của em Trang.